Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc, đó là 20 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh Chuyện Đàn Bà. Thưa quý vị, người phụ nữ cũng giống như đàn ông, có những nhu cầu sinh lý của bản thân và có đặc quyền được thỏa mãn. Vì thế chuyện chăn gối là điều không thể thiếu trong đời sống vợ chồng. Tuy nhiên, vì một số lý do nhất định mà nhiều người chồng không làm tròn được bổn phận của cánh mày râu, khiến cho vợ không duy trì được trạng thái cơ thể tốt nhất, dẫn đến cái việc là tâm lý bị ảnh hưởng, sinh ra ngoại tình. Vậy nên chuyện vợ ngoại tình vì chồng yếu sinh lý thì không còn là chuyện lạ và hiếm gặp nữa, mà nó đã trở thành vấn đề rất là khó để giải quyết của nhiều gia đình. Đây cũng là một trong những chủ đề khó phân biệt được trách nhiệm của chính mỗi con người trong gia đình. Vậy vợ ngoại tình khi chồng yếu sinh lý đáng thương hay là đáng trách? Để hiểu rõ hơn về chủ đề này thì kính mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi chương trình của ngày hôm nay. Tôi và chồng kết hôn đến nay đã được hơn 4 năm. Đó là một người đàn ông hiền lành tốt tính. Ngày yêu nhau ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi. Bạn bè nói: mày không lấy anh Vinh thì lấy ai nữa? Anh ấy là niềm mơ ước của bao nhiêu người đấy. Nghe xong tôi cười hạnh phúc. Ừ, hai tao lấy chồng nhờ, chốt nhá. Bọn bạn bĩu môi. Ngay và luôn đi, để bọn tao còn được ăn cỗ. Thế rồi tôi kết hôn thật. Tôi nghĩ yêu nhau 5 rưỡi là đủ rồi. Vì trước đó tôi yêu một người đến 5 năm, nhưng có đi đến đâu đâu. Bố mẹ chồng tôi cũng hiền lành tốt tính. Hai đứa lại cùng quê, mọi thứ đều quá thuận lợi. Cưới nhau về, chúng tôi sống ở trong một căn hộ chung cư thuê lại của một người bạn. Căn hộ rộng rãi đẹp đẽ, khiến cho tôi và anh đều muốn về nhà ngay sau mỗi giờ làm việc. Vinh là một người đàn ông rất tâm lý, biết giúp đỡ, chia sẻ với vợ trong cuộc sống. Dường như anh hoàn hảo ở nhiều phương diện, nhưng chuyện giường chiếu thì không. Ngày yêu nhau tôi không vượt rào trước vì tôi sợ anh coi khinh mình. Nhưng sau này tôi mới ngẫm ra, có khi điều đó lại là sai lầm. Vì nếu không thử thì làm sao biết có hòa hợp hay không. Tôi vẫn nhớ như in lời của bố nuôi nói: hôn nhân muốn hạnh phúc bền vững thì cần phải có 3 thứ hợp. Thứ nhất là hợp ở, thứ hai là hợp ăn, thứ ba là hợp ngủ. 3 điều này rất quan trọng trong chuyện chăn gối, lại càng quan trọng hơn. Con đừng có coi thường đó. Lúc đó nghe xong tôi có cười gật gù chứ thực sự không hiểu rõ. Bước vào cuộc sống hôn nhân rồi tôi mới thấm thía lời bố dặn dò. Thú thực, chồng tôi bị yếu sinh lý. Mới đầu cưới nhau về làm chuyện đó được vài lần thì trong vài lần đó chưa được 2 phút, anh ấy đã thở không ra hơi rồi. Khi tôi còn chưa cảm nhận được gì thì chồng đã xong việc. Đôi lúc tôi hụt hẫng vô cùng. Chồng cũng nhìn vợ ái ngại. Đôi lúc anh nói xin lỗi. Cưới nhau đã lâu nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Ai hỏi thì tôi chỉ biết cười trừ hoặc nói: bọn em kế hoạch. Có những tháng trời đêm nào chồng cũng nằm ôm vợ ngủ rất tình cảm, nhưng làm chuyện ấy thì không. Dù cho tôi có không mặc đồ quyến rũ thì cũng vô ích. Thậm chí đôi lần tôi còn chủ động bảo: mình tập thể dục tí đi anh. Chồng nghe thế thì lại nói: để khi khác nhé, hôm nay anh mệt. Rồi anh ấy lăn ra ngủ, còn tôi nằm ứa nước mắt. Buồn lắm, tủi thân lắm, nhưng chẳng biết chia sẻ với ai. Vợ chồng cứ như thế này thì bao giờ mới có con? Tôi đọc báo người ta có viết, khi chồng không mặn mà quan hệ với vợ thì có khi anh ấy đã có bồ. Nhưng tôi biết chắc chồng mình không phải người lăng nhăng, vì sáng anh cùng tôi đi làm, chiều 6 giờ anh đã có mặt ở nhà, điện thoại vợ cầm thoải mái. Tôi hài lòng anh ấy về mọi điều, riêng chuyện chăn gối thì thực sự bí tắc. Nửa năm liền nằm cạnh nhau, số lần vợ chồng gần gũi có khi đếm không hết 2 đầu ngón tay. Nhiều đêm ngắm chồng ngủ, tôi chỉ biết thở dài. Tôi thèm khát một đứa con, một lần yêu cuồng nhiệt. Nghe qua thì chắc mọi người nghĩ tôi đề cao chuyện đó. Nhưng ai mà có gia đình rồi mà chuyện chăn gối nguội lạnh, ắt sẽ hiểu nó khổ tâm đến như thế nào. Vì nhu cầu sinh lý, ai mà chẳng có, chẳng qua ít hay là nhiều thôi. Mỗi lần bố mẹ chồng gọi hỏi chuyện con cái rồi bóng gió hay là nguyên nhân do tôi chỉ biết bặm chặt môi, ậm ừ nói khéo. Tôi không thể nói là do chồng con yếu được, vì không muốn anh ấy mất thể diện. Mà dù có nói chắc cũng chẳng ai tin, vì anh ấy rất là cao to vạm vỡ. Tôi cố tình mua đồ tẩm bổ cho chồng, nhưng ăn xong lại đâu vào đấy, vẫn miệt mài ôm vợ ngủ. Nhiều người đàn ông họ thích hôn rồi sờ ngực vợ. Nhưng vòng một đầy đặn trắng nõn của tôi chẳng mấy khi được chồng để ý đến. Thậm chí có lúc vô tình ôm vợ,
chạm vào, anh ấy lại di chuyển qua vòng eo, cứ như giữ cho nhau thở đang yêu vậy. Tôi chán nản vô cùng, nhưng không dám nói ra. Rồi một lần anh ấy đi công tác, tôi đã tự cho phép bản thân xóa một lần. Tôi đi sinh nhật con bạn thân, nó kéo tôi lên bar cho biết. Đây là lần đầu tôi vào đây. Hôm đó tôi uống khá nhiều. Ở đây tôi cũng gặp một anh Tây. Anh ta cũng như tôi, có vẻ không thích ồn ào. Giờ hai đứa bắt chuyện với nhau. Lúc ra về tôi đi loạng choạng. Anh ấy có ý là muốn đưa tôi về. Nhìn người đàn ông đó khá lịch thiệp, rồi chẳng hiểu sao tôi rủ anh ta đi khách sạn. Lưỡng lự một chút, rồi cả hai đã về chỗ anh ta. Đó là một khách sạn trên phố, căn phòng đẹp và ấm cúng. Hai đứa lao vào nhau như con thiêu thân. Bộ váy trên người tôi nhanh chóng được cởi bỏ. Bàn tay rắn chắc của anh ta luồn vào tóc tôi rồi mân mê. Anh ta bế bổng tôi lên, hôn ngọt ngào rồi làm chuyện đó một cách thuần thục. Đêm đó tôi đã không đủ tỉnh táo nên đã điên rồ phản bội lại chồng. Nhưng thú thực, biết nó là sai trái, nhưng đó là đêm đầu tiên tôi được làm đàn bà thực sự. Tôi biết thế nào là chuyện ấy. Tôi được nâng niu, được cháy hết mình. Đây là cảm giác mà 3 năm qua tôi không có được. Người đàn ông đó cứ như hiểu tôi muốn gì. Anh ta khiến tôi muốn được thỏa mãn thực sự. Sau cuộc gân ái, tôi lấy chút tỉnh táo còn lại để bắt taxi đi về. Cả đêm tôi ngồi bần thần trên giường cho đến sáng. Tôi đã khóc vì thấy mình thật là dơ bẩn. Tôi là người vợ chẳng ra cái gì. Cảm giác tội lỗi dâng tràn. Nhưng thú thực ở đâu đó, trong lòng cái cảm giác gân ái với người Tây ấy lại khiến tôi ám ảnh lâng lâng. Chồng tôi là một mớ tem chàng hỗn độn. Liệu khi phát hiện ra điều này chồng tôi sẽ như thế nào đây? Tôi cũng không dám nghĩ nữa. Có lẽ đời này, buổi tối đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối tôi được làm đàn bà thực sự. Nếu tôi vẫn câm lặng và chấp nhận cuộc hôn nhân này đến cuối đời, liệu có chị em nào rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa? Thưa quý vị và các bạn, hầu hết phụ nữ một khi đã ngoại tình thì đều bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, nghĩa là họ đã có một cái sự gắn kết về mặt cảm xúc thì mới có quan hệ với người khác. Chính vì thế có khá nhiều trường hợp phụ nữ bản thân đã thực sự ở ngoại tình nhưng lại luôn lấy lý do chồng yếu sinh lý để bao biện cho hành vi sai trái của mình. Mặt khác thì nhiều người phụ nữ có suy nghĩ rằng khi nhu cầu của họ không được thỏa mãn thì họ sẽ ra bên ngoài để có thể tìm kiếm được nhiều cái mới hơn. Như trường hợp của cô gái trên, không thể phủ nhận rằng cô ấy không có may mắn được nếm trải cảm giác hạnh phúc trong chuyện chăn gối. Tuy nhiên, lỗi hoàn toàn không phải từ phía của người chồng. Quan hệ là sự hòa hợp của cả hai con người. Do đó, muốn tận hưởng những gì tuyệt vời nhất thì cả hai bên nên chia sẻ, yêu thương và quan tâm tới cảm giác của đối phương. Chỉ cần làm được những điều đó thì chuyện chăn gối vẫn có thể thăng hoa mà không cần tìm đến đối tác là một người đàn ông ngoại quốc. Các bạn cảm thấy như thế nào về câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận cá nhân của mình ở phía bên dưới để cho chúng tôi cùng được biết nhé. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Và xin được hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. We'll be right back.